Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfor hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Nữa. Ba lên liền này. Đau không? Dạ đau. Hậu đậu. Lại không ra nữa rồi hả? Không ra, không ra. Mấy bữa nay bình thường rồi mà, sao bữa nay lại không ra nữa rồi? Con biết, đừng làm Vân Tâm. Dạ. Làm cho mẹ nha. Năng lượng mặt trời cố lên. Năng lượng mặt trời cố lên. Ra chưa? Không ra mẹ ơi. Cái con nhỏ này nè, mẹ đã kêu là không được ăn thịt sườn rồi mà, ăn ngoài làm sao mà đi ra được? Mùi thịt, nay có thịt sườn đó mẹ. Có thịt sườn rồi đã quá. Là gì? Là gì? Là gì? Cái con nhỏ ham ăn này, mẹ đã kêu là không có được ăn thịt sườn rồi mà cứ ăn ngoài vậy. Cái thằng này nữa. Còn thầy nữa, sao thầy cứ ngủ ở đây hoài vậy? Hôm qua học trễ quá, tính cho Nguyên làm mấy bài kiểm tra. Mấy cái bài kiểm tra của thầy là mấy cái trò game trong laptop á hả? Dạ. Tranh thủ xuống thay đồ đi học. Dạ. Còn thầy nữa, về nhà ngủ tiếp. Sao tối hôm qua em chơi không tắt máy? Em ngủ trước thầy mà. Tụi ta, tôi chơi mà tôi không tắt máy hả ta? Cảm ơn cô gái. Mình nói thú quá ba. Con thì tình. Mời ba ăn cơm. Khoan. Dạ. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi đâu có thích ăn xôi đâu. Sao có nón gì hoài vậy? Dạ dạ, cái này không phải xôi ông ơi, cái này là cơm. Cơm á hả? Cơm mà dẻo quẹo vậy đó hả? Thêm chút xíu nữa thành hồ dán luôn á. Tại vì nấu cơm không á thì nó khô lắm nên tôi pha một chút nếp. Cái này không phải nếp, mà cái này là 100% nếp. Vậy rồi sao tôi ăn? Hả? Cho đặt hả? Vậy thôi để tôi làm cái khác cho ông ăn nha. Thì đương nhiên phải làm cái khác cho tôi ăn chứ. Dạ dạ dạ. Tôi dạ. Ăn cái gì? Thiệt tình. Ông, ăn sườn chưa cơm đi ông. Ăn đặng bón với con hả? Cái gì thì nói vậy, vậy sao? Dạ để tôi làm cái nấu cái cơm khác cho ông rồi. Ba con lại càm ràm cái vụ cơm này nữa hả? Có làm sao đâu, nấu thì ăn đi. Chi? Lại ăn thịt sườn nữa hả? Tôi ăn đâu, ba ăn chứ bộ. Du ăn cho con nhỏ mà. Nè, ba ăn hết nguyên dĩa này nè. Chứ không có ăn uống gì hết á. Không, dùng có con. Im đi anh. Ăn nổi. Mẹ đến đây là không ăn thịt sườn, ăn bị bóp mà cứ ăn hoài là sao? Cơm sườn không có ăn uống gì hết á. Không, dùng của con mà. Con ăn rau đi cho đỡ bị bón. Ngon á, thì ba một mình đi. Biết sống sao cho vừa lòng nhà nữa trời. Còn anh nữa, sao nó đã đi đầm sớm mà giờ này còn ngồi ở đây nữa? Anh ăn xong rồi anh đi. Cái con này. Cái gì nữa vậy? Gửi mấy bộ đồ lên bệnh viện nha. Cái thằng này, em làm như chị là ô sin của em vậy hả? Suốt ngày kêu chị đem đồ cho em hoài. Trời chị ơi, bây giờ em mới có cuộc họp thập gấp rồi. Ê, nè, nè. Chiều nay là em phải đi coi mắt người ta đó nha. Em cứ bé em bận á, nha. Alo, alo. Cái thằng làm chi? Mẹ đã nói là con không được ăn thịt sườn nữa mà. Ăn hoài vậy? Ăn hoài là đi không có được kìa mà không có nghe lời gì hết trơn à. Nhưng mà con đi được rồi. Cái gì? Con đi được rồi hả? Sao hồi nãy đi không được mà? Ráng chút là được thôi mà kỳ cục quá à. Ủa? Ba. Dạ, chào ba. Ba, hôm nay hình như ba lên trường con để ký hợp đồng phải không ba? Nè, bên công ty Lam Sơn sao rồi? Mình gửi hàng nó gửi tiền chưa? Dạ, hôm qua con có gọi điện cho bên đó rồi.
Trời đất ơi, ngồi đó gọi điện thoại thì giải quyết được cái gì? Nghe nói là tình hình tài chính ở bên công ty Lâm Sơn có vấn đề đó. Lo mà tìm hiểu đi, họ mà phá sản á còn có cách giải quyết không? Không có chuyện đó đâu. Cái gì? Nó nói gì vậy? Bà nói là không có chuyện đó đâu. Trời đất ơi, không có chuyện đó đâu. Đó không phải là cách giải quyết. Bà à, nếu như mà họ không có trả tiền cho mình đó hả, thì bao nhiêu tài sản của họ mình siết hết đi cho họ chưa? Cũng đúng, làm ăn á là phải có uy tín thì mới làm ăn lâu dài được. Làm ăn đâu phải chuyện một ngày một bữa. Con thấy đúng á. Nhưng mà ba ơi, mình phải có cái biện pháp thiệt là mạnh chứ. Không lẽ một tuần lễ rồi không trả tiền mà mình để yên cho người ta làm như vậy đó hả? Bây giờ trước mắt á là mình phải tìm hiểu cho kỹ về cái tình hình tài chính ở bên Lam Sơn, rồi mình đề ra cái cách nào đó để mình lấy tiền một cách tốt nhất và nhanh nhất. Bà nói đúng á. Đúng cái con khỉ. Mày là Bình Luân Viên hả? Hành động đi. Ba, ăn đi ba. Ăn cho đời bớt buồn đi ba. Dạ con chào ông. Con chào cả nhà. Chào con. Trời ơi, con trai nó lễ phép vô cùng luôn. Nè Lam Chi, ăn cho nhiều vô, mau lớn đang kết hôn với anh ha. Mốt anh về phụ ông kinh doanh công ty ha. Con thích, con chỉ kết hôn với Xuân Tùng em đi bây ơi. Trời ơi, có hai thằng con thôi là tính đưa nó cái, nó nối nghiệp mình. Một thằng thì bác sĩ, coi như nó không nối nghiệp rồi. Còn một cái thằng kìa, trời ơi, nó ăn vô tư luôn. Đầu óc nó chắc nó toàn bả đậu quá. Ba, ăn cho đời bớt buồn đi ba. Trời quan à, phải chi mà ông có đứa con hay đứa cháu như con á, thì con quản phụ ông quản lý công ty. IQ của con là tới 142 lận mà. Dạ ông nói quá, con tới 146 lận. 146 lận hả? Một xíu nữa thôi là tới 150 luôn. Dữ vậy hả? Dạ. Trời ơi, nó dễ thương, nó cười còn thấy thông minh nữa. Ủa chó trồ cười rồi, trời ơi, nó y như con ông thần tài vậy đó. Con thần tài, nhà bản nghèo lắm đó ông. Ai mượn mày xí vô. Học coi thì dốt, tối ngày tụ tập cứ lộn. Ba à, mới sáng sớm mà ba cứ lôi người nhà hết người này tới người kia ra ba chỉ chiết hoài à. Thì kệ tôi. Con xong rồi, con đi học nha. Ông kỳ quá à. Mới sáng sớm nó bắt hửi mùi của ông rồi. Mùi của ông sao? Của ông sao? Quang, con thấy mùi của ông sao? Con cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà tự nhiên con cảm thấy tinh thần sảng khoái với hưng phấn hơn đó ông. Con nghĩ là hôm nay chắc chắn con sẽ gặt hái được kết quả cao trong học tập đó ông. Ủa vậy hả? Trời ơi, cái thằng dễ thương quá à. Trời ơi, nó biết lấy lòng người lớn kìa. Con nói thiệt lòng á không? Ừ. Tệ đâu mũi luôn. Mày lo ăn đi. Không biết sống sao cho vừa lòng với cái nhà nữa. Dạ thôi, thưa ông đi. Ừ. Thưa chú, thưa cô con đi. Ừ. Anh đi nha. Khỏi thưa, chỉ có Sơn Tùng MTP tôi mới nghe thôi. Dạ cả nhà con đi. Ừ. Trời ơi, phải chi có thằng con thằng cháu như thằng này thì tốt quá. Mày ăn đi, mày ăn hết đi. Mày ăn hết luôn, mày ăn hết luôn. Cho đồ ống nó mở mang nha. Ba, ăn cho đời bớt buồn đi ba. Đâu rồi trời? Nguyên, em có trong toilet không Nguyên? Em có trong đó không Nguyên? Nguyên ơi! Ôi, sao vô cửa cửa? À, chị xin lỗi, chị xin lỗi. Cái gì nữa? Em có thấy anh Nguyên ở đâu không? Làm sao em biết được? Ta đang thử đất mà. Đóng cửa lại đi ra đi. À. Mẹ ơi, con đi đường nữa nè. Sao mấy đứa nít nhà này không biết lễ phép gì hết trơn vậy trời? Mẹ ơi, cứu con, đem đường nữa nè. Cái gì vậy hả? Ra không có đường nữa hả? Ủa, cô giáo, sao ở đây vậy? Dù sao á, em cũng là giáo viên nữ, kêu em dạy dỗ cho một thằng con trai nghịch ngợm như thằng Nguyên nhà chị á, cái bộ cũng hơi nặng nhọc cho em hả? Dạ
Dạ không, không có nặng nhọc gì hết á chị. Nếu như mà em không làm được, vậy còn một tháng lương mà chị ứng cho em, bây giờ tính sao ta? Em làm được mà, em làm được. Em sẽ cố gắng tìm Nguyên về, em đi tìm Nguyên về liền. Chị ơi, em làm được, em sẽ cố gắng hơn, em sẽ cố gắng hơn nữa nha. Chết rồi, muốn tìm nó ở đâu bây giờ? Nè. Ủa, em biết xài cái máy này không? Em chỉ cho chị đi. Không biết, không biết, đói bụng lắm, dọn sườn ra đây. Sườn ngon lắm, sườn ngon, sườn ngon, sườn ngon. Ờ, Tommy, ba nó đâu rồi con? Dạ, chú đang ngủ không? Vậy hả? Dạ, con mời ông ăn cơm. Ừ. Lấy em sườn cho tôi đây. Ừ, sườn chưa có chín, em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi, ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Bà phụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, chút xíu nó ăn chung với con cũng được á không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trẻ được. Ờ thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đừng im. Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được? Con này, dơ cái gì mà dơ. Vô ngồi ăn đi con. Đừng im. Ông ngoại muốn nó ăn đúng không ông ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy phải giỏi không? Không chịu à. Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có quả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Ừ. Đây, ông cho con miếng sườn ha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ngon không con? Dạ ngon, ừ, ăn nhiều vô. Ừ, ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con, đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Ờ, Đồng Mỹ. Dạ. Rồi con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa không? Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Giờ sáng mai về luôn ha. Dạ, con cảm ơn ông. Ngon không? Ừ, ăn thoải mái đi con. Nè, sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Ờ, mình chỉ ăn có 2 miếng thôi. 2 miếng gì mà 2 miếng? Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn? Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? À, thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? À, đâu mà. Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? À, đưa đây cho tao. Đưa đây. Đưa đây á. Không à. Không được, cái đó là của chú Thương Liên đưa cho mày. Không, mày buông ra chưa? Cái này là của chú Thương Liên. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Thương Liên cho mình mà. Bực không? Mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì? Móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả?